Xin chào các bạn. Đây là cái cây của anh Trần Tấn Lợi này các bạn. Mình làm xong rồi nè. Mình cắt cái bắp. Này chặt bẫy nha các bạn. Còn cái này là cây One Hit. One Hit chặt 8, đầu 20. Vừa ôm vừa tì được luôn. Cây này coi như mình làm mẫu rồi mình chia phôi lại cho anh em về tự mài nè. Anh em bo nhẹ nhẹ cái này thôi là xong rồi. Cây này dễ mài hơn. Nó đơn giản, nó dễ mài hơn cây V1. Này là có chủ rồi nha các bạn. Anh em nào cần phôi One Hit liên hệ với mình, số điện thoại đây. Giờ mình làm cho. Này chặt 8 nha các bạn. 8 có nè, 75 có nè, 84 cũng có. Này cũng vậy nè. Cái mẫu này là 75, 7, 6, 68 có hết. Anh em nào cần cứ liên hệ với mình. Cảm ơn các bạn.